Win Madison. Đấu về Việt Bình ở tại San Jose sôi sục đấu tranh dữ quá. Tất cả là vì bảo vệ danh dự của cộng đồng. Và nói lên tiếng nói của mình là chúng tôi yêu cái thủ đô Sài Gòn thân thương của Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi trước đây mà chúng tôi quyết tâm tranh đấu. Đó là cái điều mà đồng bào đã khổ công đấu tranh trong suốt thời gian qua. City San Jose là hội đồng thẩm phán San Jose đã đi ngược lại cái nền dân chủ của Hoa Kỳ, phản bội lại tất cả những cái ý nguyện của quân chúng. Tôi kêu gọi tất cả đồng bào hãy ủng hộ Ủy ban rồi tên Lý Sơn Sài Gòn. Tôi nghĩ rằng tất cả đồng hương đây rất là phẫn nộ, rất là không đồng ý chuyện đó, do đó có cái cuộc biểu tình hôm nay đông đảo như thế này. Cảm ơn. Hội đồng thành phố đã biệt miệng hàng ngàn cư dân San Jose trong đêm 20. Đó là một cái vết nhớ không tưởng được của cái hội đồng thành phố San Jose. Và tôi mong rằng dư luận đến toàn quốc, không riêng người Việt Nam mà cả những người Mỹ, họ sẽ lên án cái hành động này trong lịch sử Hoa Kỳ. Của thành phố đã làm cho chúng ta thấy cái nền dân chủ ở San Jose đã khiếm khuyết rất nhiều, và chúng ta nói ở đây để mà nêu lên cái quan điểm đòi hỏi phải thực thi dân chủ trong sinh hoạt. Nguyễn Chám, đó là chúng tôi là những người ăn không ngủ rồi để đầu tính chủ phiên họp để đòi Lý Sơn Sài Gòn. Còn những người mà cô ta phải phục vụ là đi làm 3-4 cốc, điều đó rất là sai trái. Chúng tôi đã ra đi trốn cộng sản, bỏ nước ra đi, chúng tôi không còn gì hết. Chúng tôi chỉ còn một cái kỷ niệm duy nhất trong cái trái tim chúng tôi là Lý Sơn Sài Gòn. Thưa quý vị, hiện bây giờ là cuộc biểu tình tự phát đầu tiên tại trước đền đình và đến San Jose. Chúng tôi đã thấy gần 100 đồng hương vào từ ngày thứ ba đã có mặt ở đây. Quý vị đang nghe Now with Medicine. Democracy for San Jose.